món quà nhỏ nhỏ. Dạ. À, xin gửi tặng em. Anh đây, tên xin phép được đeo em. À dạ. Trời ơi. Quỳ xuống cái là rối luôn đó. Đặt tay. Coi thấy nhà trai nôn rồi đó nha. Thấy vỗ tay nhiều quá chắc bên nhà gái xinh lắm đó. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ mời nhà trai. Thấy chưa, nhà cái trai gì... hoành tráng chưa? Cái gì mà hú dữ vậy? Ôi, nhà trai tôi hoành tráng lắm á. Nhà gái giới thiệu sơ sơ lý lịch trích ngang cho nhà trai nghe cái coi. Giờ mình giới thiệu một cái, mình lấy tinh thần đi em. Xin chào mọi người, chào chú Huyền Linh và chị Ngọc Lan. Em tên là Đặng Ngọc Xuân Lan, em 24 tuổi, hiện em là một chuyên viên trang điểm. Em thường chuyên làm tạp chí người mẫu. Em làm việc và sinh sống hiện ở Sài Gòn. Thôi, mời em trai. Dạ, xin chào chú Huyền Linh. Chào con. Dạ. Chào chị Ngọc Lan, chào gia đình nhà gái, chào bạn gái bên kia. Em xin tự giới thiệu, em là Tạ Đức Phát, sinh 1995, quê quán ở Quảng Ngãi. Hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương được 8 năm rồi. Em đang làm nhân viên văn phòng công ty gốm sứ Minh Long 1. Phát làm cụ thể là làm gì trong đó Phát? Chuyên môn của mình đó. Cho em làm văn phòng mua hàng ạ. Chào em. Chào chị. Dễ thương quá à. Để coi, hồi nãy nói là hô thấy không? Dạ. Cái ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Dạ, về ưu điểm của em là một người chịu khó trong việc, rất là nhiệt tình, có trách nhiệm với mọi việc mà mình nói ra. Còn về nhược điểm thì em biết nấu ăn mà nó không có ngon. Có thể là dụ như bạn nấu thì em có thể là phụ giúp các bạn. Chung đi qua ngó nghe vậy là thấy được. Được không? Được. Được ha. Phần hình là được rồi đó. Được ha. Giờ rồi. Đi về. Để tôi coi nhà gái coi sao mà qua mà coi tôi sao. Trời ơi, ta tự tin, ta mới đi qua bên kia, người ta kiểm tra chứ bộ. Được. Đó, thấy không? Chào, chào cô gái xinh đẹp. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì? Về ưu điểm thì em là người thích độc lập. Rồi, tốt, đây là một cái điểm cộng. Nấu ăn được không? Em biết nhưng mà không giỏi. Nấu được mấy món? Như em nấu canh rau, canh canh cà chua trứng. Canh cái gì? Canh cà. Cà chua trứng. Trứng. À, cà chua canh trứng. Canh mây đó. Đổ cà, đổ mây, mà đổ trứng canh vô thành mây. Canh kim chi, kim chi thịt heo. Ừ. Hay là thịt ram, những món xào. Thôi được rồi. Có kim chi ăn là ngon rồi nha. Có tật xấu gì không nhà gái? Có chuyện gì xảy ra mà nó không được ý như ý mình mong đợi á thì thường em sẽ rất là cảm thấy khó chịu đó, tạo áp lực cho mình rất là lớn, mình rất là dễ bị cộng. Thường mình trút cái tức giận không hài lòng nó vô ai? Em sẽ nhốt mình đó. Thường... nhốt mình ha. Vậy là dễ tự kỷ lắm. Chứ có mà... nào trút vô người đối diện không? Thường rất là khó, là bạn em thường nó chơi với em thì thường nói em tính em khá hướng nội. Được đó, tôi thấy rằng hai cái tính tình này có lẽ là cũng hài hòa với nhau. Nhà trai nói chút xíu đường tình duyên cho nhà gái biết đi. Con cũng trải qua hai mối tình. Thì mối tình đầu tiên là mối tình thời cấp 3. Thì mối tình thứ hai thì sau khi học đại học thì hai bạn em và bạn đó có quen thì khoảng hơn một năm. Rồi gia đình bạn gái thì có bắt rễ. Phía gia đình em thì... không chịu. Dạ, kêu cứ ở chỗ nào mà điều kiện thuận lợi tốt thì ở. Chia tay vậy cũng buồn quá ha. Quen nhau mấy năm mà chia tay vì vụ đó? Dạ, con quen hơn một năm ạ. Bây giờ cái quan điểm cũng dễ rồi, ở rễ ở đâu cũng được. Quan trọng là ở đó mình có khả năng để phát triển kinh tế là tốt. Chú nghĩ rằng cũng tiến bộ rồi. Dạ, đúng rồi. Nếu lần này mà bên nhà gái bắt ở rễ thì con tính sao? Dạ, thì trước mắt là hai bạn sẽ nói chuyện. Thì nếu mà chỗ nào mà hai bạn phát triển được về về kinh tế thì hai bạn sẽ quyết định là ở đó. Còn nếu nhà con không chịu bắt rễ thì chú sẽ tới đích thân tuổi ngày chú gặp ba mẹ con để xin cho con được ở rễ. Nếu dạ. Như ở nhà gái có đầy đủ điều kiện, đúng không? Dạ, cho tôi tóc quá. Được không? Dạ được. Ủa mà cái chuyện đó nó xảy ra lâu chưa? Dạ, 2017 rồi. Là nay 4 năm rồi. 4 năm rồi, dạ, lúc đó nó còn trẻ. Bây giờ là lòng dạ của mình là sạch sẽ chưa? Tại gì vậy? Tại gì vậy? Tức là tình cảm của mình đó là nó đã qua chưa, nó đã sạch sẽ chưa để mình đón nhận cái mối tình mới. Mà hỏi tình cảm của giờ sao ai nó lòng dạ sạch sẽ chưa? Làm như đi mua cháo lòng ăn vậy đó. Thôi quê quá đi về. Trời đất ơi, mà mối này riết rồi.
Nhà gái sao nói cho nhà trai biết thôi. Chị hơi quê cho nên bây giờ em tự nói đi. Em trải qua 3 mối tình. 2 mối tình là hết thời đi học rồi. Thì nó rất là dễ thương, nó kiểu tình yêu gấu bông thôi. Mối tình thứ 3 mới quan trọng nè, lâu không? Lúc mà em học năm nhất thì em có quen anh. Cũng mới năm nhất nên là mình còn ngây thơ lắm, mình còn trẻ con lắm. Nên là khi quen thì mình cảm thấy là mình không có hiểu, có nhiều thứ bất đồng về cuộc sống, quan điểm. Tại vì anh ấy đã đi làm rồi, nên là có nhiều thứ phải lo lắng. Rồi, bây giờ nhà trai hỏi nhà gái nè. Mình muốn tìm một nửa mảnh ghép của mình như thế nào? Em thích một người hài hước và vui vẻ. Bạn có thể chơi thể thao, có thích nghệ thuật như âm nhạc, đàn, hát, vẽ vời, hay là có cái gì đó để dành thời gian riêng cho bản thân mình. Em thích một người có thể yêu thương chăm sóc bản thân mình. Hay ha. Nếu mà họ có thể chăm sóc tốt và yêu thương bản thân mình thì họ mới có thể chăm sóc tốt và yêu thương những người bên cạnh mình. Bà khiêm tốn mà. Nhà gái rất là thông minh ha. Mình đáp ứng được nhiều nhu cầu của nhà gái đưa ra vậy? Con thì chắc nó trên 99% rồi. Trên 99% rồi nha. Bây giờ nè, mình muốn như thế nào mình nói coi bà mối bà còn coi giống bên mình không? Em muốn bạn gái rất là lanh lợi. Muốn bạn đó nhanh nhẹn, sau này dù như là mình về kinh doanh buôn bán gì chẳng hạn thì bạn sẽ phụ giúp được mình. Em muốn mở một cửa hàng sữa. Sữa sao thích bán sữa? Dạ thì tại vì em nghĩ tới bây giờ nhu cầu của mọi người trong mọi giới tuổi thì người ta vẫn cần nhu cầu chăm sóc cái khả năng sức khỏe của mình. Có chiến lược. Dạ. Nó nghe là bây giờ thích hình mẫu con gái là ốm hay mập? Dạ thích bạn ốm thôi. Dư ốm luôn á. Nó nghe nè, thích con trai mũi cao hay mũi thấp? Mũi cao. Đó, bên đây dư cao luôn. Cao. Cao quá trời cao. Rồi. Mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Để coi coi sao hai cho hai đứa trẻ gặp mặt đi ha. Bên đây em đi với ai bé? Em hôm nay em đi với mẹ và bạn thân của em. Có mẹ theo nữa. Mình là mẹ của Xuân Lan. Dạ. Đến chương trình mẹ cũng cảm ơn chương trình và ông Mai bà Mói. Thấy dễ tương lai thì sao? Thấy thì cũng được mà hai đứa đều nhỏ hết. Nhỏ xíu. Từ nó lớn. Giờ nó phát triển nhanh lắm. Một vài năm mà gọi là nấu ăn ngon, nuôi ngon là lớn lớn ngon lắm. Hỏi bên nhà gái có bắt rễ không? Ở đâu có phương tiện mà ăn ổn định thì mình phải chấp nhận. Hay quá. Được phải không? Được đó. Đó. Đúng thời điểm rồi đó. Đúng người, đúng thời điểm. Còn con đi với ai? Dạ con đi với gia đình con, anh và sếp con ạ. Rồi. Nào mời nhà trai. Xin chào ông Mai là anh Quyền Linh và bà mối là chị Ngọc Lan. Em xin tự giới thiệu, em là tên Huy, là anh thứ năm của Phát. Yeah. Phát thì tính rất là chịu khó, thật thà, siêng năng, rất là cố hiếu, với sống thì có trách nhiệm với những người xung quanh. Cũng mong cho gia đình nhà gái cũng như gia đình nhà trai cũng như hai bạn sau chương trình này thì hãy cho nhau một cái cơ hội để đi đến xa hơn. Anh Năm thấy em bé bên nhà em thế nào anh Năm? Dạ em bé thì nhìn tuy nhỏ chứ mà rất là dễ thương, lanh lợi, có cái tính là tự lập rất là cao, cho nên rất là ok. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Dạ kính chào Nguyễn Linh và chị Ngọc Lan. Bây giờ mình là quản lý trực tiếp của bạn Phát. Thì chúc em kiếm được một nửa tình yêu của mình. Thì anh thấy bên bạn gái thì cũng rất là ok. Anh mong thì hai bạn sẽ cho nhau một cơ hội. Cảm ơn. Rồi chuẩn bị mở rào nha. Mở rào. Chào Lan, hôm nay mình đến chương trình cũng có món quà tặng bạn. Dạ em cảm ơn anh, em có một món quà muốn gửi cho anh. Cảm ơn. Đó là một quyển sách ạ, thông điệp của nước ạ. Anh có thích đọc sách không? Anh cũng có hay đọc lắm. Dạ, nhà gái tặng cho nhà trai một quyển sách thông điệp của nước. Dạ, về đọc đi cho biết nó cái thông điệp nó là gì. Nhà trai tặng bó hoa thông điệp của hoa. Dạ, thì
Em thấy bạn là một người đẹp hơn những cái gì mà bó hoa của mình nè. Trời ơi quá trời khéo miệng rồi. Hả còn nữa hả? Dạ. Thì mình có thêm một cái quà là một cái ly nước. Để khi nào mà em thấy khát nước thì em có thể nhớ tới mình. Dạ. Trời đẹp quá. Dạ em cảm ơn. Dạ, tới đây cháu cũng cháu đứng luôn con. Dạ, cháu rất ngưỡng mộ chú á. Nên cháu cũng mong có một ngày đến đây thì cũng tặng chú một cái ly để chú dùng nước ạ. Cảm ơn con. Trời dạ. Ơi thiệt nó chu đáo sợ luôn. Dạ, em cũng xin phép tặng chị ạ. Làm như quên luôn. Dạ. Chị rất là cảm ơn em. Em có biết là chị là một cái người rất là đam mê sưu tầm về tất cả các ly, các bình, nói chung là tất cả mọi cái mà để đựng nước để uống. Nên rất là thích. Bây giờ á, đứng lên hát bài tặng bạn gái coi. Đó, mạnh mẽ lên nào. Rồi, nào. Em xin phép hát một đoạn trong bài Vì Yêu ạ. Yêu dù là xa, ở nơi đâu anh xin được yêu. Xa dù thật xa, nếu đôi tay yêu nhau thật sâu. Muôn nghìn cũng không xa cách, đôi mình cùng yêu nhau mãi. Hỡi em, vì tình yêu anh sẽ chờ em trong vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối. Ngày giờ đêm khóc mưa trong lòng, sóng tố rết mưa sao chưa rết nỗi buồn. Và gái đáp lại liền luôn. Em sẽ hát một bài hát của Văn Mai Hương, đó là Một Ngày 200 Năm. Nhớ lại nhớ khi ta vừa mới quen, hy vọng tan theo ánh dương chiều. Nhớ lại nhớ khi ta vừa mới yêu, cho tàn nhớ lên ánh bình minh. Rồi, về chỗ ngồi đi. Rồi, bây giờ hãy nói chuyện nhau đi, thoải mái chưa nào? Em muốn người bạn trai của em như thế nào? Là một người bạn trai thì em mong là họ ở bên cạnh mình và có thể là giúp đỡ sát cánh với mình những cái lúc khó khăn hay là hạnh phúc trong cuộc sống. Đồng cảm và có lòng trắc ẩn. Em cảm thấy mà hợp thì khoảng bao lâu thì em có thể xác định cho hôn nhân của mình? Hôn nhân thì em chưa có nghĩ tới, nhưng mà nếu mà thật sự có những cái tiếng nói chung có thể đi xa với nhau thì cái chuyện đó có thể tính. Anh có phải là một người hài hước và vui vẻ không? Anh bình thường ở ngoài rất là nói chung là làm cho mọi người cười rất nhiều, nhưng mà do tại cũng là đầu tiên lên chương trình thì cũng không có được tự nhiên thể hiện mình. Rồi bây giờ hai đứa cưới nhau là thích đẻ mấy đứa con? Nói đi quan điểm của mọi người. Dạ theo con thì khoảng là ba, mình là ba là đủ. Thì con cái thì do con ông của ông trời cho mình thôi. Em thấy hai là đủ. Nói chung là cũng không biết được cái chuyện tính. Mình tính không bằng trời tính. Bây giờ có một chuyện vậy nè, đứa ở Bình Dương, đứa đã ở Sài Gòn đúng không? Dạ, nhưng mà em đang ở Tây Ninh. Về địa lý là nó hơi xa nhau đó. Rồi giờ ví dụ mà tìm hiểu nhau rồi sao mà tìm hiểu nó xa xôi vậy, rồi tính sao? Dạ, 2 tuần em sẽ về thăm gia đình bạn gái. Chưa 2 tuần. Nếu ta thương quá 1 tuần. Nếu mà thương quá ta ở dọn vợ luôn. Có ai bà con quen gì ở Tây Ninh không? Vợ gặp đâu có. Vợ gặp đâu có. Ấy là đối với em thì khoảng cách không xa, nếu chúng ta xem nhau là tất cả. Đó, cái này vui nè, đó giờ bây giờ bắt đầu thể hiện tài năng rồi đó. Từ nó mới vui. Đó. Mình đưa ra quyết định thôi. Dạ. Ok. Dạ. Dạ thì trước khi bấm nút, mình có một món quà tặng cho em bất ngờ. Thì mong em nhắm mắt lại đi. Nhắm lại. Thấy nhà trai dạ, gà lăng chưa? Chúng mình lên đại chỗ lấy chứ con, lấy gì lấy. Nhà trai có nhiều cái bất ngờ quá. Tèn. Wow. Mở mắt ra nào. Anh cũng mong món quà. Thì mong em mở cái sợi dây thì em sẽ biết được những cái tấm lòng của anh đó. Cuộc đời tôi 36 năm rồi chưa. Đọc chữ ra gì đó. Đọc chữ trên cái bong bóng kìa. Có chữ đó. Nhân gian rắc rối bộn bề, thôi em bỏ hết trở về bên anh. Trời ơi. Trời ơi. Đây nè,
này mới quan trọng nè. Để cao lên. Rồi, đọc đi. Anh đọc đi anh. Vợ yêu ơi, anh đợi em 26 nào bánh chưng này. Em cảm ơn anh. Món quà rất là dễ thương. Chương trình cũng đến đây cũng tạo cho mình một cái duyên, thì mình sẽ trao nhau cơ hội để có mang đến cái nợ cho mình. Rồi, về ghế ngồi. Cảm xúc bây giờ. Con. Trời ơi. Xích ra đây này, xích ra đây. Đúng rồi, xích ra giữa nè. Anh cũng có món quà nhỏ nhỏ. Dạ. À, xin gửi tặng em. Anh cho anh xin phép được đeo em. À dạ. Trời ơi. Quỳ xuống cái là rối luôn đó. Đặt tay. Cảm giác thế nào? Rất là bất ngờ, tại vì em không nghĩ là có một người sẽ chuẩn bị rất là nhiều quà cho mình như vậy. Rất là cảm động. Ok. Rồi, về ghế ngồi đi, chúng ta chuẩn bị tiến hành thủ tục thôi. The Great Wave Toshiba. Chúng ta lắng lòng mình lại. Cảm xúc thế nào chúng ta làm theo con tim lúc đó. Bấm hay không là quyền của các bạn. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ đưa ra quyết định bằng chính trái tim của mình. 1 2 3 Nắm tay nhau nào. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Mẹ tương lai ngồi đó đó. Dạ. Mình nói xin phép bác và cho tụi con quen nhau. Dạ, con xin phép bác. Con xin phép được quen em Lan. Còn nếu được sẽ tiến đến lâu dài. Và hứa sẽ yêu thương chăm sóc cho em Lan ạ. Rồi, mong rằng hai bên gia đình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hai đứa nhỏ. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, con cảm ơn chú. Tuyệt vời lắm nha. Dạ, làm gì hai đứa đẹp quá cho nên sẽ tặng quà cho hai đứa. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng AMT, một bộ sản phẩm tròn gói nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén AMT. Nhãn hàng AMT sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. AMT, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một máy xay sinh tố BL70BR1NV với công suất cực mạnh 700W, dao 6 cánh, 3 lớp bằng thép không rỉ SUS301, có chức năng xay đá và làm sinh tố tự động. Cối xay bằng nhựa an toàn, không chứa BPA, dễ dàng tháo rời cối, dao để vệ sinh. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn chương trình ạ. Rồi, hy vọng rằng chúng ta sẽ có kết quả tốt đẹp khi nào có gì thông báo cho chương trình được biết nha. Dạ. Dạ. Rồi. Cảm ơn chị. Dạ, đi đi hai đứa. Dạ. Cảm ơn chị ạ. Cầm quà xuống cho. Xem chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Một, hai, ba. Hiện tại cảm xúc của mình rất là vui, rất là hồi hộp từ rất là nhiều hôm rồi. Thì cũng mong đến chương trình tìm được một nửa mảnh ghép của cuộc đời mình, một nửa thương để dẫn về cùng với gia đình ạ. Em muốn một bạn gái rất là lanh lợi, muốn bạn đó nhanh nhẹn sau này, dù như là mình về kinh doanh buôn bán gì chẳng hạn, thì bạn sẽ phụ giúp được mình. Dạ, hôm nay đến đây tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, mục đích là để cổ vũ tinh thần cho em Phát tìm được một người bạn đời như ý. Không cần đẹp lắm đâu, nhưng biết đối nhân xử thế với gia đình, với mọi người. Mình cảm thấy rất là hồi hộp, có một chút phấn khích khi mà được tham gia chương trình này.
mình đăng ký chương trình cũng nửa năm, tầm nửa năm. Không nghĩ là chương trình sẽ gọi nhanh như vậy. Và cảm thấy là mọi thứ diễn ra rất là nhanh chóng khi mà đến ngày hôm nay và tham dự cái buổi ghi hình ngày hôm nay. Mong đợi là sẽ gặp được một cái người khá thú vị và vui vẻ. Mình muốn tìm một nửa mảnh ghép của mình như thế nào? Em thích một người hài hước và vui vẻ. Bạn có thể chơi thể thao, có thích nghệ thuật như âm nhạc, đàn, hát, vẽ vời, hay là có cái gì đó để dành thời gian riêng cho bản thân mình. Em thích một người có thể yêu thương chăm sóc bản thân mình. Con mong rằng là sau khi mà cả con và bạn Nam cùng nhau bấm nút thì gia đình cũng sẽ ủng hộ và sát cánh cùng với hai chúng con. Cảm ơn chương trình và cảm ơn anh chị ekip cũng tạo điều kiện cho tụi em gặp nhau. Em cũng thấy là mình đã tìm được đúng cái một nửa cuộc đời của mình rồi. Thấy bạn rất là hiền, bạn dễ thương thì rất là linh lợi, thì em nghĩ đó là một nửa của mình, mảnh ghép của mình tìm bấy lâu nay ạ. Em bấm nút là vì cảm thấy anh là một người rất là tử tế. Tại vì em rất là thích người vui vẻ, nên là em không biết là anh có vui vẻ không, mà em mong là sau này thì nếu chúng ta quen nhau thì mình sẽ có những cái khoảnh khắc hạnh phúc. Anh ở ngoài là một người rất là vui vẻ, nói chuyện với mọi người xung quanh thì mọi người rất là muốn cười cho câu chuyện của anh. Nhưng mà qua trong chương trình thì cũng là lần đầu tiên thì cũng cũng nhát, thì anh không có thể hiện được hết cái khả năng của mình. Anh sẽ chứng minh cho em trong thời gian sắp tới. Anh có phải là một người hài hước và vui vẻ không? Anh bình thường ở ngoài rất là nói chung là làm cho mọi người đó, cười rất nhiều. Nhưng mà do tại cũng là đầu tiên lên chương trình đó, thì cũng không có được tự nhiên thể hiện mình. Những cái món quà bất ngờ từ anh Phát thì đây là lần đầu tiên mà em được tận mắt chứng kiến ở ngoài đời thật. Và nhân vật chính là em. Và đó là một cái điều rất là đặc biệt. Mà trước giờ thì bình thường mình xem phim thì những cái cảnh lãng mạn đó thì cũng trong phim thôi. Và bây giờ nó diễn ra ở ngoài đời thật nên mình thật cảm giác là không có tin được. Fan. Wow. Anh cũng mong món quà thì mong em mở cái sợi dây thì em sẽ biết được những cái tấm lòng của anh trong đó. Cuộc đời tôi 36 năm rồi chứ. Anh cũng có món quà nhỏ nhỏ. Dạ. Xin gửi tặng em. Anh cho anh xin phép được đeo em. À dạ. Trời ơi. Quỳ xuống cái là rối luôn đó. Tại sao? Anh cũng muốn em ở đây đến cuối tuần thì đi cho biết Sài Gòn, và có thể là cuối tuần đó anh sẽ xin phép về phía nhà em để thăm nhà cũng thăm gia đình em. Em thấy có được không? Em sẽ hẹn anh vào một dịp chính thức, tại vì bây giờ tại vì có mẹ và bạn em đi chung nên là em nghĩ là em phải về chung với họ, và mình sẽ hẹn nhau một cái ngày gần nhất. Em rất là mong đợi ngày mà anh sẽ về thăm nhà em. Anh chị nào còn độc thân thì hãy nhanh đăng ký chương trình thì để tìm ra một nửa yêu thương của mình. Thì đối với mọi người có tin về tình yêu sét đánh hay không thì riêng mình thì mình tin đó là sự thật và đây là kết quả của mình. Yêu dù là xa, ở nơi đâu anh xin được yêu. Xa dù thật xa, nếu đôi ta yêu nhau thật sâu. Muôn nghìn cũng không xa cách, đôi mình cùng yêu nhau mãi. Hỡi em, vì tình yêu anh sẽ chờ em trong vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình em tìm bóng em như chim lạc lối. Ngày giờ đêm khóc mưa trong lòng, sóng tố rết mưa sao chưa rết nỗi buồn. Mọi người nếu còn độc thân thì hãy tham gia chương trình nhé, vì ekip đội ngũ của chương trình rất rất là có tâm và luôn support mọi người mọi lúc mọi nơi. Dạ, yeah, rất là mình rất là quý trọng cái điều đó.